Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Xem Bóng Đá Là Có Tiền của mình. Thì trước tiên mình xin chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm Zalo của mình ngày hôm qua đã ăn 4 đến 5 kèo trên 5 cái kèo mà hôm qua mình cho các bạn rồi. Cũng mong là anh em sẽ luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh, luôn luôn có thể cho mình một like, một share, một đăng ký kênh để mình có động lực làm những video sau hay hơn. Anh em nào mà chưa kết bạn với mình thì hãy nhanh tay kết bạn với số Zalo của mình 0867551617 này để mình đưa ngay vào cái nhóm nhận kèo bóng miễn phí hàng ngày các bạn nhé. Để tất cả anh em không phải chờ lâu nữa, mình sẽ đi luôn vào nhận định chính của trận đấu ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ nhận định chính cái trận đấu giữa Leicester City và Arsenal. Một trận đấu là sẽ diễn ra vào lúc 00:30 rạng sáng ngày mai. Ở trận đấu này, Arsenal sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến sân nhà của Leicester City. Khi mà Leicester đang khá là bay cao ở cái giải ngoại hạng Anh năm nay, bằng chứng minh là họ đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Và trận đấu trước Crystal Palace ở vừa rồi thì là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của bầy cáo trong vòng 9 trận đấu vừa qua. Con số thống kê khá là ấn tượng của Leicester City ở trong mùa giải năm nay. Và trong 5 trận đấu gần nhất tại giải ngoại hạng Anh thì Leicester City có tới 4 chiến thắng và 1 trận thua. Còn về phía Arsenal thì năm nay họ thi đấu cũng đang khá là ổn định, khi mà sau 11 vòng đấu thì họ đang có 17 điểm, đứng ở vị trí thứ 5, đang có 3 trận hòa và 1 trận thắng, 1 trận thua ở trong 5 trận đấu gần đây nhất của ngoại hạng Anh. Về lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ ở trong cái thời gian vừa rồi, thì về lịch sử đối đầu thì Arsenal và Leicester City thì trong 5 trận gần nhất, Leicester City đang có 2 chiến thắng, còn Arsenal thì có 3 chiến thắng. Ở trong trận đấu này thì đội hình ra sân của cả hai đội không có nhiều sự thay đổi cho lắm, khi là những cái tên như là Vardy hay là về phía Arsenal thì vẫn là Aubameyang, Lacazette và Willock cùng với lại Pepe. Ở trận đấu này thì trang chủ GZ Thể thao của khu casino kèo nhà cái có đưa tất cả cho các bạn là tới 4 kèo, bao gồm một kèo chính cùng với lại 3 kèo phụ các bạn nhá. Thì ở trong trận đấu này mình sẽ chọn đi kèo Leicester City một ăn và một cái kèo tài 3 hòa các bạn ạ. Ghi rằng phong độ của Arsenal trong thời gian vừa qua cũng khá là tốt, khi mà họ đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, nhưng đến làm khách trên sân nhà của Leicester City ở mùa đấu này thì Leicester đang khá bay cao, nên mình sẽ chọn đi kèo Leicester cửa trên và kèo tài 3 hòa. Thì xin các bạn hãy chú ý đến cái kết quả và xem cái nhận định của mình là đúng hay không. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cái video lần sau.